Em gái Vân Lan tỉnh Trang xin kính chào tất cả các cô chú anh chị mình đang yêu Hoa Lan trên mọi miền tổ quốc nha. Thì lời đầu like cho em xin gửi lời chào thân thương toàn thể các cô chú anh chị nhà mình ạ. Em là chủ kênh YouTube Vân Lan tỉnh Trang nha cả anh chị yêu nhà mình nhé. Số điện thoại đặt hàng nhà em là 0919536598. Các cô chú anh chị nhà mình đang đi qua like nhà em thì cho em xin một nút chấm tương tác, một nút đăng ký kênh và nút chia sẻ nha các anh chị yêu ơi. Thì hôm nay em lên cho cả nhà thì hai cái siêu phẩm nha các anh chị nhé. Hôm nay em Trang sẽ lên cho cả nhà hai cái siêu phẩm. Nói chung là lâu lắm rồi cũng không like, không biết là các bác nào nhớ đến em không. Dạo này thấy lên video mà thấy các bác lãng quên quá. Các bác thấy không? Siêu phẩm hồng hồng đẹp chưa? Toàn bộ là nó sẽ là từ 6, 7, 8 đầu thân, 9 đầu thân nha các anh chị nhé. Đấy, đẹp lắm các bác ơi, thật sự rất là đẹp luôn. Thì hôm nay em chia sẻ với cả nhà giá như sau. Một chậu 6 đầu thân thì em sẽ chia sẻ với cả nhà với giá là 240.000 một chậu. À, em xin nói 245.000 một chậu 4 đầu thân em bao ship. Chậu 8 đầu thân là sẽ là 265.000. Chậu 9 đầu thân thì nó sẽ là 275.000 nha các anh chị nhé. Đó, nói chung là các anh chị ơi, nói chung là bây giờ là hàng bây giờ rất là ok rồi các anh chị ạ. Bây giờ rất là tuyệt vời luôn rồi. Hầu như là giò nào nó cũng đều như giò nào, đã thắt ngọn vào cho hoa bói này. Hoa bói của năm cánh trắng hồng hồng này các anh chị ơi, đẹp chưa? Hoa bói thì lúc nào nó cũng nỗi nha các bác nhà mình nha. Hoa bói lúc nào nó nằm trong tình trạng nỗi hết trơn á. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha. Đó, các anh chị đặt hàng thì ví dụ trong thời gian mà em bận ấy, em không nghe được máy thì các bác cứ kết bạn Zalo với em qua số điện thoại mà em vừa nêu trên nhá. Thì các bác cứ chốt trực tiếp cho em, cho em địa chỉ rồi em sẽ lên đơn và đi hàng cho cả nhà nhá. Nói chung là những cái giò tác phẩm như thế này là đến khi mà nó cho hoa là quá là tuyệt vời luôn các anh chị ạ. Thật sự rất là tuyệt vời luôn. Đó, hoa nào rồi đấy, ta nói VIP không thể nào tả được luôn đấy các anh chị ạ. Đó, rồi tiếp theo là em gửi đến cả nhà một cái siêu phẩm này. Cái này là trầm mỹ nha các anh chị ơi, trầm mỹ nha. Đây này, cái thân của em nó thì nó phải đạt vào cái mức độ là V21 rồi nha. Này, đây hoa của trầm mỹ đây. Riêng dòng trầm mỹ này hoa nó sẽ sai từ gốc đến ngọn nha các anh chị nha. Đây, VIP lắm các bác ơi, thật sự rất là VIP luôn. Cái này thì em sẽ có là chậu 2 thân, chậu 3 thân nha các anh chị nha. Chậu 2 thân, chậu 3 thân thì cái này về các bác ơi, các bác cứ ghép thoải mái vô những cái chậu tác phẩm to rất là ok luôn. Nó sẽ dài từ 1m4 cho đến 1m6 nha các anh chị nhá. Thân mập lắm, mập bú lù lù luôn ý. À, thân nào thân đấy là mập bú lù lù luôn nha. Thì cái loại này em xin bán với cái giá là 350.000 một thân. Hai thân là em sẽ bao ship nha. Hai thân là em sẽ bao ship cái thùng này đóng là. À, nói chung là cái hàng này nếu mà bác nào mua thì em xin phép được gửi xe thì các anh chị ơi. Nếu mà các anh chị gửi xe được thì các anh chị nhận xe giúp em nha. Còn nếu mà gửi bưu thì em nghĩ cước hơi căng. Cước hơi căng các anh chị ạ. Tại vì nó đẹp quá em à. Thật sự rất là đẹp luôn. Hàng lá mít thân thủ quá là chất lượng. Tại vì có một mình em ấy nên là em không dám nhấc nó ra cái giò này các bác ạ. Em sợ nó gãy mất. Em sợ nó gãy mất là nó phí đi. Này các bác nhìn này, cái giò này ba thân nha. Nói chung nó lùm xùm rồi thì các bác khó hình dung đúng không? Nhưng mà yên tâm với cả nhà mình luôn. Khi mà các bác nhận hàng là đảm bảo đẹp cho cả nhà mình luôn nhá. Hứa với cả nhà mình là đẹp luôn ạ. Tuyệt vời luôn đấy các anh chị ơi. Đó, hoa bói đây. Cái mặt bông này thì khỏi phải chê vào đâu rồi các anh chị ơi. Bông rất là to nha. Nhưng mà thường là những cái hoa bói nó sẽ nhỏ nha các anh chị nhá. Thường là những cái hoa bói nó sẽ nhỏ nha. Đẹp lắm, thật sự luôn á. Cái này về các bác ghép vào một cái chậu tác phẩm 5 thân thôi. Các bác chơi hoa Tết là quá là ok. Nếu mà canh chị nào mà cảm thấy mà khi mà chơi hoa Tết những cái dòng kia thì mình có thể ghép cái này này hai chậu các anh chị ạ. Hai chậu mình để sang hai bên nhà. Nó rất là thơm, thật sự nó rất là thơm luôn. Rồi. Thơm lắm các anh chị ơi, thơm thơm ơi là thơm. Năm nay nói chung là cái dòng này thì bao giờ năm nay là sẽ chuẩn Tết cho cả nhà mình luôn. Đẹp kinh khủng đẹp luôn. Này. Nếu này phải hai người mới nhấc ra được các bạn. Còn một mình em là em không dám nhấc. Bởi vì là bây giờ nhấc ra mà cầm không được là nó sẽ bị gãy mất. Nó dài quá mà đúng không ạ? Nó dài quá. Đó. Rồi ai cần chốt mặt hàng gì thì cứ alo cho em. Hoặc là nhắn tin Zalo cho em nhé cả nhà nhé. Rồi em Trang chào cả nhà.